làm thế nào để bất kỳ cái động tác nào mình tập á nó cũng đều hoàn hảo hết. Nó chỉ có 3 yếu tố. Đầu tiên, cái này là cái cực kỳ quan trọng, cực kỳ cốt yếu và làm cái không bao giờ mà anh, đặc biệt là team làng hoa không bao giờ không nhắc tới, đó chính là kỹ thuật. Bất kỳ động tác làm mình phải làm đúng form. Đơn giản như là hướng dẫn thi đất đi ha. Anh là từng là nghĩa thi đất là cái dẹp, chỉ cần chống tay xuống thì vô ra để lên là xuống đúng không? Nhưng thật sự khi mình đào sâu kỹ thuật á, mình sẽ càng thấy là càng tập nó càng khó đó. Rồi cách thở, rồi cách áp dụng vào hollow rock, rồi phải gồng lưng, siết bụng, phải thiết ít, rồi phải làm đủ thứ á. Thế nên đúng form là cái mà cực kỳ quan trọng. Tại vì sao? Thứ nhất, nó sẽ làm cho mình an toàn. Bất kỳ một động tác nào mình làm nó cũng sẽ không cho bị chấn thương đúng không? Đó là cái vấn đề cốt lõi nhất. Mình không bị chấn thương thì mới chơi tiếp được. Chứ mình bị chấn thương thì nó làm gì nữa? Rồi, khi mà kỹ thuật đúng thì đương nhiên cái cơ nó sẽ bị tác động còn hiệu quả. Nên cái đầu tiên trước nhất để keep được một động tác hoàn hảo đó chính là đúng form. Đúng form trước đã, không có cái gì quan trọng đúng form hết. Tiếp theo, sau khi mình đã nói vấn đề chuẩn form đúng không? Cái thứ hai đó chính là ROM. ROM là chữ viết tắt của Range of Motion, chứ nghĩa là biên độ của một bài tập. Kể thì bất cứ động tác nào nó có biên độ của nó hết. Biên độ á, thì bài tập nào mình làm càng full ROM nghĩa là đủ biên độ ha. Cái biên độ càng rộng thì hiệu quả tập càng cao. Cái thuật ngữ mà các bạn hay được nghe nhất á, đó là từ nhấp đúng không? À, nhiều người nói là hít xà nhấp này, hít đất cũng nhấp, rồi deep cũng nhấp. Đó là cái nhấp. Giờ thực ra nhấp là do các bạn, như cái mình chốc lấy các bạn nhấp nha. Đó, các bạn nhấp. Như quay tay mình chỉ nhấp nha. Không, biên độ đủ của nó là biên độ có điểm đầu và điểm cuối. Chưa? Một biên độ đúng luôn á là nó phải có điểm đầu điểm cuối chứ không phải là cái điểm ở giữa. Ví dụ như nói đơn giản, hít đất ha. Đơn giản lắm. Ghé, hít đất là mình tay mình thẳng đúng không? Đủ biên độ nó là tay nó phải sát gần chạm ngực và đẩy thẳng tay. Chưa? Xuống hít đất. Mình lên thẳng tay. Nhưng mà nhiều người á, họ tập đúng form. Đúng form nha. Vẫn thích đúng form nhưng mà nó chỉ có nửa ROM, nó có nửa thôi. Các bạn không có hết bài gì đấy này. Đó, các bạn chỉ hít đất như vậy thôi. Thì đương nhiên, cái biên độ nó đúng là phải thẳng tay và xuống tay chạm ngực. Nhưng mà các bạn chỉ làm trong khoảng này thôi. Thì đương nhiên nó cũng sẽ lên cơ, các bạn vẫn thấy mỏi. Các bạn sẽ vẫn tác động vào cơ vẫn nhất. Nhưng nó không có hiệu quả bằng cái việc là mình đẩy thẳng tay và khóa khớp luôn. Chứ cái vấn đề khóa khớp này thì lát nữa mình sẽ nói sau. Tại sao trong gym nó lại không khóa khớp mà bên mình lại khóa khớp. Thì cái này lát mình sẽ nói sau. Thì mình đang nói về cái biên độ, ok. Thì cái biên độ này, biên độ càng rộng thì càng hiệu quả. Và ở phía đất này mình mà muốn cái biên độ tăng cái biên độ thêm nữa thì mình chống thêm hai cục gạch. Khi mình chống hai cục gạch đó thì tay thay vì nó sát ngực thì nó sẽ đi qua ngực luôn. Chứ nó sẽ đi qua ngực của mình luôn. Mà mình đẩy thẳng tay thì đương nhiên cái biên độ gia tăng thì hiệu quả càng cao và cái đất nó sẽ càng khó hơn nữa. Ok. Thì đó là cái thứ hai. Cái thứ hai nó là cái mà nó đóng vai trò cũng quan trọng không kém bên cạnh cái việc chuẩn form để cho mình có hiệu quả trong bất kỳ tập nào. Chưa? Và cái cuối cùng, cái thứ ba, đây là cái ít ai biết lắm. Đây là cái mà các bạn sẽ thấy là có tại sao có rất là nhiều người hít đất rất lẹ. Các bạn dùng hít đẩy là đẩy chiu. Lấy nhưng mà lấy số lượng là đẩy chiu. Nhưng mà thực sự là mình nhìn có vẻ ấn tượng đó, nhưng nếu mà xét ở trên cái góc độ mà sự phát triển cơ bắp và cũng như là sự tiến bộ á, thì nó không có hiệu quả bằng cái việc mà ở cái nguyên tắc thứ ba này đề cập tới, đó là cái gì? Đó là mình phải kiểm soát trong cái giai đoạn mà mình hít vô và mình làm thật nhanh trong cái giai đoạn mình thở ra. Ok. Thì cái nguyên tắc này mình sẽ nói đơn giản qua kéo xà cho các bạn dễ hiểu nha. Khi các bạn kéo xà đúng không? Khi mình kéo lên á là mình thở ra đúng không? Thì mình phải kéo thật mạnh, phải kéo hết sức có thể luôn, thật mạnh. Còn lúc mình xuống á, mình không có thả, mình không có rớt cái vết rụng mà mình phải xuống có kiểm soát. Thì đó là mình lúc đó mình hít vô. Thì cái lúc mà mình rớt xuống kiểm soát á, mình không được đi quá nhanh, mình không được rớt quá nhanh, mình phải xuống thật chậm thôi, xuống thật chậm. Và lúc mình kéo lên á thì mình phải kéo thật nhanh. Có nghĩa là nó sẽ có hai giai đoạn, một giai đoạn là mình làm động tác thật là nhanh, có nghĩa là dùng hết sức bình sinh luôn, hết sức bình sinh, hết sức cha sinh mẹ đẻ luôn, mình kéo một cái thật nhanh. Thì khi mà các bạn áp dụng đúng được cái nguyên tắc này á, cái con đường mà kéo xa chạm ngực của bạn nó không quá xa vời. Cái con đường mà tập lên muscle up, tập lên slow hay tập bất kỳ động tác nào nó không quá xa vời nha. Và ở cái đoạn mà mình xuống á, các bạn giai đoạn hít vô á, mình xuống có kiểm soát thì cơ bắp của mình nó sẽ được kiểm soát là tốt, các bạn sẽ hạn chế được tình trạng lệch cơ, đúng không? Đây là lúc mà mình áp dụng vô cái hít đất này. Sở dĩ các bạn hít đất thấy có nhiều hít đất rất là lẹ đúng không? Hít đất chiu. Thực ra nhìn nó nhìn có vẻ ghê gớm, mình nó nếu về hiệu quả cơ bắp nó không có hiệu quả nhiều. Tại vì đúng luôn hít đất á là mình lúc mình đẩy lên thì đẩy nhanh, nhưng mà xuống mình là xuống có kiểm soát. Các bạn không xuống quá nhanh cũng không xuống quá chậm, nhưng mà mình xuống có kiểm soát thì khi đó cơ bắp nó sẽ cảm nhận là tốt. Và nếu bạn áp dụng cái nguyên tắc thứ ba này vào hít đất thì bạn sẽ lên hít đất kiểu tay, hít đất kiểu tay sau lưng, hít đất những cái kiểu hít đất explosive á, rất là lẹ. Và nếu mà áp dụng vào hít xà á, các bạn kéo xà chạm ngực, kéo xà chạm rốn, kéo xà chạm đụng chim luôn là điều không quá xa vời. Chưa? Vậy thì mình xin tóm tắt lại ba cái nguyên tắc chính
để bất kỳ động tác nào cũng trở nên hoàn hảo và nó cực kỳ là hiệu quả cho các bạn. Thứ nhất là gì các bạn? Thứ nhất là phải là chuẩn form, okay. Các bạn làm gì không biết, chuẩn form là cái quan trọng nhất. Thứ hai đó là range of motion, có nghĩa là biên độ của một động tác, biên độ của cái động tác đó càng rộng càng tốt, chưa? Cái thứ ba, trong hai giai đoạn hít vô thì mình phải có kiểm soát, mà khi mình thở ra mình bắt đầu mình phát lực á thì mình phát lực rất là mạnh, ok. Đó là ba cái nguyên tắc giúp các bạn tiến bộ vượt bậc. Đó là do tại sao mà khi mình biết những nguyên tắc này mình áp dụng vào, mình thấy cái bài tập của mình trở nên nó quá tuyệt vời, rất là nhẹ nhàng, mình thấy mình tiến bộ rất là lẹ ha. Nếu hít khóa khớp nhiều có sao không anh? Chà, đây cũng là một câu hỏi được rất là nhiều bạn hỏi, là tại sao bên Strucao Calisthenics lại khóa khớp trong khi bên tạ là không khóa khớp. Khóa khớp là khi mình thẳng tay ra ha, okay. Không khóa khớp là không tay thẳng tay, không khóa khớp. Ok, nó bắt đầu nguồn từ tại vì hai trường phái tập luyện khác nhau các bạn ơi. Thứ nhất, tại sao là không khóa khớp ha? Tại vì ở bên gym á các bạn, khi mà mình tập tạ thì lúc nào họ cũng muốn, khi mà lúc nào các bạn gymer, các bạn tập tạ cũng muốn là có lực tác động lên nhóm cơ của mình hết. Ví dụ như khi mà các bạn bench press đi ha, các bạn đẩy ngực đi, thì nếu mà các bạn khóa khớp á thì tất cả các lực tác động nó sẽ đi vào khớp hết, nó đi khớp vai, đi vào khớp nhỏ, đó thì mình thẳng tay. Nhưng mà nếu mà khi mình không thẳng tay á, mình chỉ hơi thẳng tay vậy thôi, thì lực nó sẽ tác động vô cơ ngực, lúc nào nó sẽ có một lực tác động vào cơ ngực của mình hết. Đó là lý do đầu tiên. Lý do thứ hai, ở những cái mức tạ nặng, nhiều bạn như là mấy bạn đẩy ngực rất là nặng, ở bên 60kg, 70kg chẳng hạn đi, thì khi mình khóa khớp nó sẽ dễ gây chấn thương cho tới nhỏ, khớp vai và cổ tay của mình. Thế nên các bạn không khóa khớp. Và bên gym họ không khóa khớp vì hai lý do chính đó. Thứ nhất là luôn có một lực tác động lên nhóm cơ họ muốn tập. Cái thứ hai, để tránh bị chấn thương. Rồi tại sao bên mình lại khóa khớp? Vậy thì bên đó khóa khớp, tại sao bên mình lại? À, bên đó khóa khớp, không khóa khớp mà bên mình lại khóa khớp. Thứ nhất, tại vì bản chất của Strucao á, đặc biệt luôn khi mình tập skill á, tất cả những skill của Strucao các bạn sẽ không bao giờ làm đúng form được nếu các bạn không thẳng tay. Nói đơn giản như là tập planche đi ha, mình không thể nào làm được planche đúng form được nếu mà các bạn không tay. Mình không thể nào làm được front lever đúng form được nếu các bạn không tay, thẳng tay hết. Thì khi mình thẳng tay á, áp lực lên cổ tay, khuỷu tay, vai có chứ không phải không có, và rất dễ bị chấn thương. Các bạn biết nè, tại vì khớp á, nó khác với cơ bắp ha. Ví dụ như cơ bắp các bạn rất là khỏe, nhưng mà khớp nó không có theo kịp cái tốc độ phát triển của cơ bắp đâu. Thế nên là nhiều lúc các bạn tập cái bài Pusido push up á, cái bài mình đắp để vô eo á, các bạn sẽ bị chấn thương cổ tay liền. Rất là nhiều bạn tập plan bị chấn thương cổ tay tại vì các bạn quá vội. Khi mà cơ bắp các bạn khỏe nhưng khớp nó không có theo kịp, thế nên là nó bị chấn thương. Vậy tại sao lại khóa khớp? Khóa khớp là để phục vụ cho những cái tập skill này. Và tại sao mình lại khóa khớp trong khi mình không sợ chấn thương? Tại vì mình tập với body weight, lượng tạ không quá nặng, và các bạn đã khóa khớp từ những cái bài tập rất là basic rồi. Các bạn đã tập khóa khớp từ ngay cái lúc mà mình tập push up rồi, từ ngay cái lúc mà mình tập hit đất cơ bản luôn, mình đã khóa khớp rồi. Thì cái lúc đó khớp của mình nó đã quen với cái sức nặng đó, cho nên nó đã quen với cái chuyện đó, và nó được luyện tập, nó cũng đã trở nên mạnh hơn, dẻo dai hơn và linh hoạt hơn mà các bạn không biết thôi. Tuy nhiên, nếu mà các bạn chơi dip chẳng hạn, mình nói ví dụ như dip, mình dip ở bình thường đúng không, sau đó các bạn dip thêm tạ, dip thêm 5kg 10kg, các bạn khóa khớp vẫn được tại vì khớp của bạn đã quen rồi. Tuy nhiên, có những bạn quá vội đi, các bạn vô các bạn chơi dip lần 50kg 60kg thì khóa khớp nó sẽ dẫn tới chấn thương, chưa? Vậy cái chuyện khóa khớp hay không khóa khớp nó phụ thuộc vào mục đích luyện tập của các bạn. Các bạn muốn khóa khớp thì các bạn phải tập skill thì nó mới cần khóa khớp, còn nếu mà các bạn muốn phát triển cơ bắp thì các bạn không cần khóa khớp thì thôi. Nhưng có cách nào giảm đau cơ sau khi tập không? Em Văn Hành xong giờ phê quá. Ok, đây cũng là một cái vấn đề khá là quan trọng ha. Làm thế nào để mình bớt bị nhức nhối sau khi ăn hành trong đêm tối? Ok, thì thứ nhất, các bạn phải nghỉ ngơi đủ và ăn ngủ đầy đủ, đó cái quan trọng đầu tiên ha. Cái thứ hai, bạn nên tập luyện lại nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như khi mà bạn 100 jump squat bữa đầu tiên không, thì đương nhiên chắc chắn là cái chân của bạn bị phế liền, rất là nhức đúng không? Thì hôm sau nếu mà các bạn muốn bớt nhức, các bạn hãy tập lại squat
squat nhẹ nhàng 5 cái, 10 cái. Thì đương nhiên lúc bạn squat nó sẽ vẫn thốn và nó vẫn thốn tới 1-2 ngày sau, nhưng mà cái thời gian thốn nó sẽ được giảm xuống và các bạn sẽ thấy thoải mái hơn. Đừng có nằm trong nhà nghỉ ngơi không, càng nghỉ ngơi nó càng nhức chưa?